Sidan xin thân ái kính chào quý vị và các bạn. And welcome to Sidan Music and Soul với chương trình Nhạc Yêu Cầu cuối tuần phần 3. Kính thưa quý vị, và trong chương trình Nhạc Yêu Cầu cuối tuần lần này, Sidan cũng xin được tiếp tục gửi đến quý vị những ca khúc mà quý vị đã yêu cầu ở tuần trước cũng như là tuần trước đó. Và cũng song song với những ca khúc yêu cầu, Sidan cũng xin được mãn phép gửi đến quý vị những ca khúc mà Sidan cũng rất là yêu thích cá nhân mình, những ca khúc mà Sidan đã hát, đã trình diễn trong quá trình hoạt động âm nhạc của mình. Và để chúng ta có dịp chia sẻ với nhau một ít niềm vui vào lúc cuối tuần nhé quý vị. Để mở đầu chương trình, Sidan xin gửi đến quý vị một trong những ca khúc đầu tiên đêm nay, đó là bài hát Adieu Soisere, Vĩnh Biệt Hạnh Phúc. Đây là bài hát đã được yêu cầu bởi anh Trực Võ, Trí Võ, Huyên Nguyễn, Hòa Nguyễn ở Garden Grove và chị Liễu Đình ở Seattle. Vâng, và ca khúc này Sidan cũng có đã nhận được quý vị đã yêu cầu Sidan hát khá nhiều ca khúc tiếng Pháp. Và có một số bạn nói là ồ, anh ơi em không hiểu tiếng Pháp, có thể là có chance anh có thể dịch cái bài hát này nói sơ sơ cái nội dung bài hát cho chúng em hiểu không? Thì thôi, thì Sidan tiện đây cũng xin dịch thật nhanh cái bài hát Adieu Soisere, Vĩnh Biệt Hạnh Phúc để chúng quý vị có thể hiểu cái nội dung nó như thế nào nhé. Đây là cái nội dung. Em chưa từng muốn điều gì nơi anh, em chưa từng tin tưởng nơi anh, em luôn khép kín, em chưa phút giây nào yêu anh. Em không muốn hiểu anh, em không muốn đợi anh, em đi qua anh và không ngoảnh đầu lại. Em chưa phút giây nào yêu anh. Thôi vĩnh biệt, chúc em hạnh phúc. Thôi vĩnh biệt, chúc em may mắn với người mà trái tim em đã lựa chọn. Vĩnh biệt em, chúc em hạnh phúc với người đã sánh bước cùng em. Khá tàn nhẫn phải không quý vị? Yes. Tình yêu là như vậy. Và như vậy là vĩnh biệt em là đúng rồi. Vâng quý vị, đó là nội dung bài hát Adieu Soisere. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Qui n'a pas voulu de moi, toi qui n'avais pas confiance, toi qui ne m'as pas ouvert, toi qui ne m'aimais pas, toi qui n'a pas voulu comprendre, toi m'attendre, toi qui passais sans revoir, toi qui ne m'aimais pas. Adieu, sois heureuse. Adieu et bonne chance avec celui ton cœur a choisi. Adieu, sois heureuse. Adieu et bonne chance avec celui qui t'emmène aujourd'hui. Xa nhau hãy vui lên em, xa nhau xin may mắn cho em một đời cùng người yêu đã dâng trọn lòng say mê. Avec celui-là
aujourd'hui. Và bài hát thứ hai Sidan xin gửi đến quý vị là một ca khúc nhạc Pháp lời Việt, Vì nàng đẹp như một bông hồng. Chắc có lẽ ca khúc này quý vị cũng không xa lạ. Và ca khúc này đã được yêu cầu bởi Tuyến Trần hay là Tuyền Trần và Ngọc Tuyền, tựa là Bí. Xin gửi đến hai bạn bài hát Elle était si jolie, Vì nàng đẹp như một bông hồng. Nàng đẹp như một bông hồng, nên tôi không dám yêu nàng. Ôi đôi môi cười như cánh lan, bao năm tôi khó nguôi quên. Nên theo cơn gió bay qua đây, như dung nhan vừa tươi mướt. Em vui như dáng xuân hồng nắng, tôi nghe cơn gió du hời. Elle était si jolie, de chez nous elle est. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Julie, quand le vent l'emmenait, elle fuit à ravie, et le vent me disait, trời lạnh lạnh khi mùa thu về, tôi nghe tôi khóc trong lòng, hôm nay đây. Mùa thu mới xa, ôi sao xa quá xuân xưa. Trong công viên lá thôi đông đưa, tôi nghe em cười trong nắng. Giang tay cho gió rung tà áo, trong hơi sương em sẽ tan nhòa. Elle était si jolie, de chez nous elle aimait. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie, quand le vent l'emmenait. Elle était si jolie, je n'oublierai jamais. Và như thường lệ, để chấm dứt chương trình, Sidan xin gửi đến quý vị một trong những ca khúc cũng là những ca khúc rất nổi tiếng thời 80 của một ban nhạc tên là Bad Boys Blue. Bài hát quý vị nghe chắc chắn sẽ quen thuộc. Xin mời quý vị cùng Sidan sung một ngày nữa với ca khúc You're a Woman. Tonight, hold tight, let your love light
Sidan xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình nhạc yêu cầu cuối tuần phần 3 của channel Sidan Music and Soul. Và xin quý vị, nếu quý vị nào chưa subscribe, xin quý vị có thể support Sidan bằng cách subscribe, hoặc Sidan, quý vị cũng có thể support Sidan bằng cách Venmo cho Sidan theo cái số Venmo ở dưới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và quý vị nhớ, nếu quý vị yêu cầu Sidan thì quý vị có thể yêu cầu trong phần comment nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp. Good night.